Rồi, ok, hello các bạn xem video của mình nha. Thì theo như tiêu đề video các bạn cũng đã thấy rồi. Nay mình sẽ giải thích vì sao các bạn có thể, nếu như các bạn có đi rừng hay là các bạn tận mắt chứng kiến được cái cây nắp ấm ở bên ngoài tự nhiên, hoặc là những cái dòng cây bắp mồi á, là các bạn sẽ để ý kỹ phía dưới cái chỗ nó sống á, là đất. Thì có thể là các bạn sẽ thắc mắc, ủa sao nếu như mà nó sống được bằng đất, sao chúng ta không lấy đất trồng, lại tốn tiền đi mua mấy cái giá thể với giống như là dấn trắng hay là sơ dừa rồi các kiểu con này điểu. Thì á, trên mạng á, nó có một cái câu nói, nói chung là mình thì mình khá là tâm đắc với cái câu đó. Đó chính là đất á, thì cũng có đất dis và đất das. À, nên á, cái định nghĩa đất á, là một cái từ rất là chung, chỉ một cái giá thể. À, chỉ một loại giá thể, có thể là trồng cây hay là xây nhà gì đó các kiểu này điểu. À, rồi ok, thì đất đít đất đát là cái gì? À, thì nếu như các bạn mà nhớ thì á, chắc là các bạn cũng đã học qua môn địa lý. Nói chung là về cái môn địa lý mình cũng không nhớ là cái bài nào. Đó chính là cái bài về đất. Đất từng vùng, ví dụ như là cái trên ngọn núi này nè, nó có đất đỏ ba gian nè, rồi vùng đồng bằng sông Cửu Long có đất phù sa nè, rồi đất ruộng được, nói chung là rất là nhiều loại đất nha mọi người, chứ không phải là đất là quy chung hết toàn bộ đâu. Thì á, thường thường mấy cái cây nắp ấm này à, nó chọn sống ở đất mà có tỷ lệ cát rất là cao luôn. Cái này là mình được nghe những anh em nào mà ý mấy anh em chuyên đi rừng mà để đi lựa những cái lon cây nắp ấm á, anh em nói lại rằng á, cái chỗ mà nó sống á mọi người gần như là cát luôn. Bạn nào mà kiểu giống như là các bạn đi biển rồi á, thì các bạn biết là cái cát trên bãi biển nó như thế nào, thì cái chỗ mà cái cây nắp ấm á, nó sống y chang như thế. Một số cây á thì nó sống ở trong bùn lầy. Thì có thể các bạn sẽ thắc mắc, ủa bây giờ bùn lầy lầy này là đất rồi còn gì. Nhưng mọi người nên nhớ rằng đất ở đó nó rất là nghèo dinh dưỡng nha mọi người. Nghèo vì sao? Đó chính là nhiều khi nó bị phèn nha mọi người. Thì nói chung là mình thì mình cũng không có chuyên lắm, nhưng mình cũng có tìm hiểu sơ sơ qua rằng là cái đất phèn đó là chủ yếu là nó bị chua, axit hóa, rồi nói chung là rất là nhiều cái yếu tố tác động vào nó. Các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một lớp phèn vàng giống như lớp dỉ sắt nó nổi trên bề mặt. Thì nó bấm thường thường nó hay sống ở chỗ đó nha mọi người. Thì cái chất đất ở đó đó, các loại dinh dưỡng rồi vi sinh vật đồ nó sẽ không có phát triển được, nó không có phân hủy đất, nên thành ra là đất rất nghèo dinh dưỡng. Nên cái cây nắp ấm khi mà nó sống ở đó đó là nó sẽ kiếm cách để mà nó sinh tồn, nó sẽ tiến hóa thành mọc ra những cái ấm này nè để mà nó sống. Rồi ok, ấy thì mình á thì cũng có đã đi gặp được, nói chung là không phải là cây nắp ấm, mình đã gặp được cái gọng vó ở bên ngoài tự nhiên này, cỏ giấy ở bên ngoài tự nhiên này, rong ly hay còn gọi là rong trứng ở ngoài tự nhiên luôn. Thì mình sẽ chè một cái hình tấm hình rong trứng ở đây để các bạn xem. Thì nếu như các bạn nhìn vào là chắc là các bạn cũng thấy, nhìn á cái cọng rong á các bạn thấy ủa sao nó vàng khè, nó chuẩn bị chết rồi mà ông admin nè ông vớt lên chi. Nhưng cái lớp đó đó mọi người là lớp đất phèn đó mọi người, lớp phèn đấy, mình rửa ra xong á nó rất là sạch sẽ, nó rất là xanh luôn, nó rất là đỏ, nó rất là đẹp. À, nó sẽ có lớp phèn nó bám lên. Thì như hồi nãy mình cũng đã nói rồi, những loại đất mà nó bị phèn á, cái chất dinh dưỡng nó rất là kém, bởi vì nó sẽ tạo một cái giống như là cái môi trường mà nghèo dinh dưỡng để mà cho cây nó phát triển. Rồi thì còn cái hình mà mình chọn làm hình thumbnail của cái video này, các bạn cũng đã thấy là mình lựa một tấm hình mình chụp những cái cây bumani indica nó sống ở trên đó. Thì ngay tại cái chỗ mà mình chụp á, có thể các bạn sẽ không tin, nhưng phía dưới đó toàn là cát không nha mọi người. Các bạn nhìn thấy nó đen đen vậy thôi, nhưng nó đen đen vì cái mình cũng không biết nó là con gì, nhưng mà mình nghĩ rằng là chắc là rêu nhớt nó bám lên. Bởi vậy các bạn sẽ thấy là nhìn nó y chang đất vậy. Rồi ok, đi miên man nãy giờ quá trời luôn, dẫn chứng quá trời luôn đấy. Thì xin chốt lại một câu, đất á, như hồi nãy mình cũng đã nói, đất cũng có đất dis đất đáp,
nhiều khi bây giờ mình nói rằng là các bạn trồng đất, cái kiểu giống như là các bạn mới về chơi, các bạn thấy là đất trồng được, cái sao mà các bạn đi ra ngoài tiệm các bạn mua đi mua cái loại đất mà để trồng rau, các bạn về các bạn trồng cái cây nắp ấm là tèo con mèo luôn. Nhưng nói chung là cũng có một số cây thì nó chịu được nha mọi người. Rồi thì cái lời khuyên chân thành nhất, thì nếu như các bạn đã có công đi ra ngoài tiệm bán cây, các bạn mua bịch đất rồi thì thôi đừng mua đất nữa mọi người, đi mua bịch xe dừa về trồng rất là ok. Đây ví dụ như là mình nè, để các bạn thấy không, trồng bằng xe dừa không nè, sao mà thế ấy, các bạn thấy không, trồng xe dừa không nè, một bao xe dừa nó rất là rẻ, các bạn cứ mua về các bạn xài thôi, vừa an toàn vừa tiện dụng vừa rẻ. Rồi ok, và đó là lời giải thích của mình vì sao mà các bạn thấy cái cây nắp ấm bên ngoài tự nhiên các bạn nó sống ở trên đất. Và trên video, các video của mình thì mình lại nói rằng là cây nắp ấm không sống được trên đất. Rồi ok, nếu giờ bạn thấy clip hay hãy nhấn like, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để mình có động lực làm video mới với các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình. Bye bye mọi người.